Thưa quý vị, trong đêm nay miền Bắc tiếp tục nhiều mây, hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện nhiều nơi về đêm và sáng sớm. Ngày mai miền Bắc tiếp tục có nắng với mức nhiệt ngày ổn định từ 28 đến 31 độ. Độ ẩm trong không khí không quá thấp, ở mức trên 50%. Ở miền Trung cũng đang trong những ngày thời tiết đẹp. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, hầu khắp khu vực đều không có mưa. Ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời se se về đêm và sáng. Sáng sớm có sương mù nhẹ, mức nhiệt cao nhất ngày mai từ 29 đến 31 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nắng mạnh và sớm hơn, nhiệt độ ban ngày từ 30 đến 32 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu, mưa đang có xu hướng giảm dần. Trong đêm nay và ngày mai, Tây Nguyên hầu như không có mưa, trong khi ở khu vực Nam Bộ, mưa cũng chỉ xuất hiện một vài nơi ở các tỉnh thành phố miền Tây. Ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có chung thời tiết nắng ráo. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 30 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, khối không khí lạnh yếu đi. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5. Riêng khu vực Đông Bắc, gió có lúc mạnh cấp 6. Còn với vùng biển ven bờ, khu vực từ Bình Định trở vào đến Cà Mau vẫn là vùng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, mưa dông vài nơi, ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km.